Hello, chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn một thông tin liên quan về sự kiện nhận free skin mới của vị tướng Terry, rất là ngon và xịn sò luôn các bạn nhé. Kèm theo thì mình cũng có nắm được một thông tin đấy, sắp tới là Liên Quân sẽ hợp tác với Thỏ Bảy Màu các bạn nhé. Có thể là vị tướng Serim chúng ta cũng sẽ có skin mới luôn. Đó, khá là ngon và xịn sò. Thì các bạn có nhớ là đợt hợp tác gần đây, đó chính là hợp tác với Độ Missy ấy, thì bạn chúng ta nhận được free skin của vị tướng Aeron. Đó, không biết là trong lần hợp tác này thì chúng ta có nhận được free skin tiếp không. Thì các bạn chúng ta cùng hóng chờ nhá. Và các bạn đang xem trên video của mình thì đừng quên là cho mình xin nút like, nút đăng ký kênh và chuông này, tại vì mình có rất là nhiều phần quà đưa tới cho tất cả bạn nhá. Trong video trước mình vừa mới hướng dẫn các bạn bản mod xong nên là cài ấy, nên là các skin nó bị trùng như thế này. Các bạn đừng hỏi tại sao mà vào phần tặng quà mà có 4 skin Zenaway nó như thế này các bạn nhá. Đó, bạn nào nếu mà muốn có các bản mod skin xịn thì cũng có thể xem video trước của mình, mình có hướng dẫn đấy cho tất cả bạn rồi nhá. Tiếp theo thì mình thấy là server nước ngoài ấy mới hé lộ ra một sự kiện mới, mà thường server nước ngoài ấy nó hay có sự kiện trước so với bên server chúng ta, nên là sau đây các bạn sẽ cùng mình chúng ta qua review trước nhá. Sắp tới đây thì chúng ta cũng sẽ có một ngày lễ, đó chính là ngày mùng 2 tháng 9, mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ có một sự kiện lớn nữa. Ok, và sau đây thì các bạn sẽ cùng mình chúng ta qua review thử sự kiện này luôn các bạn nhá. Tiếp theo thì mình đang có mặt ở server Indonesia các bạn nhá. Bên này thì trước tiên mình sẽ ích mấy cái sự kiện về lễ hội AOV đây trước các bạn nhá. Bên này cũng đang có sự kiện hốt skin bias của vị tướng Aza này các bạn. Bạn nào con gái chắc chắn là rất là thích skin này luôn đúng không? Ok, và đây mình sẽ vào mục sự kiện tới cho tất cả bạn xem luôn. Đó, chúng ta đang có một sự kiện giúp các bạn chúng ta nhận free skin của vị tướng Terry hoàn toàn miễn phí này các bạn ơi. Và trước tiên thì mình sẽ review qua skin này tới cho tất cả bạn chúng ta xem qua nhá. Skin này là một skin mới của vị tướng Terry và chưa có mặt tại server chúng ta đâu các bạn ơi. Và mình có qua bên server Đài Loan ấy, thì server Đài Loan cũng đã free skin này rồi các bạn nhá. Skin này này thì các bạn sẽ có hiệu ứng này, ngoại hình này, rồi là âm thanh các kiểu hiệu ứng biến về luôn nha các bạn ơi. Skin rất là xịn. Đó, thì nhiều bạn bảo là ui server Việt Nam không phát free skin ngon như thế này đâu, nhưng mà các server khác chúng ta đều đã phát free hết các bạn nhá. Thì kiểu gì bên server chúng ta cũng sẽ phát skin này free thôi. Đó, Đài Loan cũng phát này, rồi là bên server Indo cũng phát, thì tất nhiên là server chúng ta cũng sẽ có phần thôi các bạn nhờ. Đây là ngoại hình của skin này các bạn nhé, các bạn thấy rất là đẹp luôn đúng không? Ok, skin này mình nhìn thấy cũng được và chất lượng đấy. Có mái tóc kìa, các bạn nhìn có mái tóc rất là dài luôn, dài tới đầu gối luôn đấy các bạn. Ok, và sự kiện này nếu mà các bạn muốn nhận được skin thì sẽ chơi như thế nào, mình sẽ review qua đi cho các bạn luôn. Đó chính là chúng ta cứ hoàn thành xong các nhiệm vụ này, như là đăng nhập này, chơi một trận 5v5 này các bạn. Đó, mình hoàn thành rồi nên là mình sẽ nhận luôn nhá. Rồi là các bạn sẽ đăng nhập. Đó, và ok thì khi mà chúng ta mở, đây các bạn thấy là chúng ta mở các lá cờ này, chúng ta mở full tất cả các lá cờ này thì chúng ta sẽ nhận được free skin của Terry nhá các bạn. Ok, cách chơi cũng khá là dễ nhá. Khi mà chúng ta mở hàng dọc, mở hàng ngang thì cũng sẽ nhận được các phần quà tương tự nữa. Đó là cách để cho bạn chơi. Các bạn thấy là một skin mà ngon như thế này mà cách chơi cũng khá là dễ nhá. Vào ngày mùng 2 tháng 9, nếu mà Liên Quân phát free skin này tới cho tất cả bạn thôi là cũng khá là ngon, nhưng mà mình nghĩ là vào ngày mùng 2 tháng 9 ấy thì có thể nhá, thì sẽ phát cho các bạn skin Việt Nam. Đó, phát skin Việt Nam free đấy cho tất cả bạn. Còn sự kiện này có lẽ là sẽ trong dịp sự kiện đó luôn, hoặc là sẽ trong một sự kiện nào đó sau này các bạn nhá. Đó, ok, nhưng mà có sự kiện nên là mình review trước tới cho tất cả bạn luôn. Và một cái khá là hay nữa ở bên đây mình muốn review qua tới cho tất cả bạn nhá, đó chính là bình thường thì bên server chúng ta thì không còn vòng quay kho báu các kiểu rồi đúng không, nhưng mà bên này thì chúng ta vẫn đang có vòng quay kho báu các bạn nhá. Đây, mình sẽ review qua tới cho tất cả bạn nè. Đây, chúng ta vào vòng quay kho báu nhá. Thì mình có một cái quay thì mình sẽ quay luôn này. Đó, và bên này thì chúng ta vẫn nhận được đá quý các kiểu như thường nhá, nhưng mà phần quà trong đây ngoài đá quý ra thì các vị tướng các kiểu nó khá là cùi này. Đó, kèm theo thì khi mà chúng ta vào đổi đá quý thì cũng mình thấy là có một skin của vị tướng L'Oreal này cũng khá là ok này. Rồi tiếp theo chúng ta có skin Ngộ Không, đó Ngộ Không, rồi là Van Hên các kiểu. Nói chung là skin cũng không được ngon lắm các bạn nhờ. Mình đánh giá ngày trước ấy
thì skin trong đao quý nó rất là ngon, nhưng mà càng dần dần sau này ấy thì skin nó rất là cùi luôn các bạn nhá. Mình thấy là skin cực kỳ cùi luôn đấy. Tiếp theo để xem bên này thì chúng ta còn sự kiện gì chúng ta nhận được quà free nữa không bạn nhá. Ha. À, bên này thì cũng đang có một sự kiện khi mà chúng ta nạp đây các bạn nạp con Huy này, rồi là chúng ta chơi 50 năm thì các bạn sẽ nhận được một huy hiệu màu đỏ đỏ này các bạn, giống hiệu lửa ấy nhở. Xong rồi các bạn sẽ dùng để chúng ta đổi quà nhá, có vị tướng có tướng Liliana này, rồi là chúng ta có skin của Liliana luôn. Mình sẽ vào xem thử các bạn nhá. Đây, vào vị tướng Liliana cho bạn xem qua skin này thử này. Đó, nói chung là skin này thì chúng ta chỉ có hiệu ứng và thay đổi ngoại hình thôi. Nhưng mà cách mà nhận được skin này, ui, skin này nhìn cũng khá là ngon, khá là đẹp luôn đúng không các bạn nhỉ? Các bạn đánh giá nó như thế nào nhỉ? Đẹp chứ? Theo mình thấy nó quá là đẹp luôn đấy. Đó, đây ở đằng sau thì chúng ta có 5 cái đuôi. 5 cái đuôi này kiểu giống như là đuôi gấu bông ấy các bạn nhỉ. Mình thấy thế nhưng mà ngoại hình thì nó rất là đẹp luôn. Ok, thì video của mình cho lại cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Mình muốn review tới cho cả các bạn một số thông tin mới như thế. Và sắp tới thì như đầu video mình cũng đã nói ấy, là Liên Quân sẽ hợp tác với Thỏ Bảy Màu và Slim thì có thể là chúng ta sẽ có skin mới các bạn nhá. Ok, thì video của mình cho lại cũng kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn lại tất cả bạn trong những video sau nhá.